Thế thì bây giờ như này, mình sẽ đo lường theo cái tí nữa nó tùy cơ ứng biến. Thì Không, bây một giờ nói chung là giờ là mình quyết định giờ đi hên xui cũng tại nó. à vâng Bây giờ ví dụ giờ mình giải quyết này thôi, rồi mình cứ lấy đây đây hai miếng như này, ok là 40 con cắt 20 20 cho chúng rồi, luôn. ok, Ok, để thống nhất như hên thế, xui hên tại đó, xui xui tôi chịu. vâng, Ok, ok có dễ con luôn, không sao, xui tôi chịu. vâng, Bye ok bye. Nó còn mãi trong lòng mọi người là cái tình cảm với nhau, sống với nhau. Tiền làm hôm nay có mai hết. Vâng. Đúng không? Cái này mới là quan trọng. Dạ, bởi vì cái sản phẩm này ví dụ như đối với như, ví dụ ai mà không không chơi gỗ, không biết gỗ thì nó chỉ đơn giản là một cái tấm gỗ. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như đối với những người mà yêu thích nó hoặc là những người quan tâm thì nó lại là một cái gì đấy nó quan trọng. Giống như con đi, con đã nghiên cứu nó thì tìm hiểu cũng biết nó hết. Vâng. Hỏi như chú biết gì đâu, phải nhờ con thôi. Dạ. Nhưng mà con sống thật với mọi người thôi. Con đúng rồi, mình nó sống thật và nó chia sẻ thật với mình. Nên từ cái chỗ đó mình quý nó, nên mình mua hàng của nó, mình có cái lòng tin hơn. Mà cái lòng tin nó còn khó mua lắm nha, mua được nó rất là khó. Mà mua được lòng tin của chú đi, hay với cái ông bạn này đi, thì hầu như cái đó là con đã thành công tuyệt đối rồi. Dạ. Nó quay lại là cái lòng tin nó còn đúng rồi, lan tỏa. Đúng rồi. À, một người này tin thì bao nhiêu người khác thì đó mới nói là nó. Tại vì tin nhau mà làm ăn có bốn đời là biết rồi mà. Đời ông nội tới đời cha tới đời con tới đời cháu làm ăn với tôi. Tôi làm từ 20 tuổi, tôi 60 mấy tuổi rồi mà vẫn làm ăn với tôi là không biết cỡ nào. Đó là lòng tin. Cái đó nằm phần ha. Dạ. Còn đi xem Vân của nó đi chút. Xem Vân. Cái máy đúng không? Nó cũng hồi hộp lắm á. Hồi hộp lắm á. Giống như sổ số. Nhưng mà có chất lượng theo nghĩa là nó không có thể đâu. Đồng ý đặt nước á. Đồng ý đặt nước á. Đó. À, ôi ôi, vật đẹp lắm. Rất đẹp, đi luôn. Tôi sẽ nhìn cái này là vật đẹp lắm. 85 còn rác, 80 hết rác đúng không? Cái tấm của anh ấy là bao nhiêu nhỉ? Của anh là dày bao nhiêu ta? Con dày 10. Dày 10 à? Vậy anh đo đến đây thử xem nào. Từ từ nhá. Bây giờ anh đo xuống đây 10. Không, anh đo ở đây xuống 10 này rồi, ok. Đó. Tám mươi bao nhiêu? 90. Xem ở đây được 90 chưa? Quả chú Thu Bình xuống đây đó. Đây. Xuống một tí bên này. Đây này, rồi ok. 90 chưa? 90 rồi. Rồi. 90. Đi 10. Quan là dài nhiêu ha? 2m12. Thì mình sẽ sẻ như thế. Ờ, sẽ 20 một cái tấm tốt, một tấm xấu thôi. Bên kia nốt miếng này nó chỉ còn 30 thôi. Nhưng mà cái đầu chưa có nữa. Cái đầu chưa thích rẻ, chưa thích. Ờ. Chưa bên này thôi. Chưa chắc. Chưa bên này là chưa thích luộc. Thì bây giờ thế này, thế thì bây giờ như này, mình sẽ đo lường theo cái tí nữa nó tùy cơ ứng biến. Thì không, một giờ nói chung là giờ là mình quyết định giờ đi hên xui cũng tại nó. À vâng. Bây giờ ví dụ giờ mình giải quyết này thôi, rồi mình cứ lấy đây đây hai miếng như này. Ok. Là 40 con cắt 20 cho chúng. Rồi ok. Để thống nhất hên thế. Xui tại hên xui. Xui tôi chịu. Vâng ok. Có dễ con luôn, không sao, xui tôi chịu. Vâng ok. Ok. Rồi. Tôi không đòi hỏi cao lắm. Cũng đâu có biết cái gì đâu đúng không? Vâng. Mà chúng ta được hai phần là được rồi. Một phần xấu cũng được cũng sao. Dạ ok. Cái phần xấu đó mình giấu nằm ở dưới. Rồi. 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 Mình đi nhập xài nè, đâu có đang đi bán không sao. Vâng. Rồi. Đó không? Ừ. Để cho nhắn dễ con luôn. Dạ. Dỗ con làm luôn. Rồi ok ạ. Sao rồi thì dĩ nhiên mình đã ok rồi đúng không? Vâng. Quá tuyệt vời đúng không? Vâng. Con có được hỏi cao quá mà tới hồi nó xuống không có thiệt, hồi không có cao được vậy cho tôi con buồn. Vâng. Đó không? Thật ra mình không yêu cầu cao. Chúng mình tắt rồi. Như nếu mà cái khúc cây này chỉ cần xẻ được một bộ của chú là đã thành công rồi. Đó. Thì nhắc nó một cái điều là điều đơn giản. À, chú mới nói với con à. Chú nhìn cho cái miếng gỗ, cái khóc gỗ. Con đã chọn rất tuyệt vời rồi. Còn bên trong á, chú thật cũng phải có khuyết điểm. Vâng. Nhưng mà nó khuyết điểm nó không có lớn lắm đâu. Vâng. Nhưng mà về vấn đề chú á, thì chú hồi là làm ăn với tụi con, chú đâu có hỏi gì. Vâng. Dạ. Chú không đòi hỏi sao cắt gì hết trơn. Chú cứ hỏi chung bình thì dạ. Thấy chi? Trong lòng chú nó trung bình thôi, có nghĩa là hầu như là nó thấp hơn trung bình nữa.
để chi lỡ nó sổng gỗ cho ra nó có dưới trung bình thì chú cũng vui chứ không có buồn. Cái mạch này là mạch quyết định luôn à, đó mạch này quyết định là quan trọng nhất. À, mà mình sẽ ra rồi mà nó trên cái trung bình mình tự nhiên lòng lấy nó rồi vui, mà vui vậy là nó vui hoài rồi, để bộ tập từ giờ nó vui hoài. Vâng đúng rồi. Nhưng mà nhờ tụi con, ok, dạ. Tụi con, ok, dạ. Tụi con là, ok. Con nói mua thập cổ này do hai đứa con thôi. Vâng. Chứ tôi không thấy biết cái gì cho cái đội. Hãy tôi nói với gì qua cho con gì đó. Anh Trung. À, dạ, Trung cũng dễ thương. Trung, dạ. Trung cũng nói, cũng tốt, cũng đầu. Mua cổ cái cơ này, nói chung là rất là chân tình. À, nó cũng ở trên đường Bình Dương, nhà mà nhà bên nội anh ngoại nữa, cô chi với hóc bộ của tôi nè, nó biết hết trơn. Vâng. Biết chỗ nhà chú luôn ạ. Biết luôn, cái khu đó nó biết luôn chứ. Chú cũng biết nó luôn, nó nói nhà nó đâu cũng biết luôn ở nhà. Nhà hồi đó nhà ba má nó luôn. Vâng. Ừ. Rồi với tình cờ cũng gặp nhiều cái người quen luôn. Không là cái gì nó cũng cái duyên. Vâng. Mình ở đây ở thì gặp lầm nó con ơi. Dạ. Con cứ ở thì gặp lầm. Vâng. Như này chú cháu mình tới đây vừa là cái tấm gỗ nhưng mà lại có cái câu chuyện rồi chú cháu mình có cái sự gắn kết vui rất nói với nhau và lòng già còn nữa vâng. Chỉ có cái tấm gỗ cái tập cổ này thôi. Dạ. Ví dụ chú vô có tiệm chú mua cái tập cổ chú về chú quên mẹ cái tiệm ra rồi. Dạ. Khi nào có chuyện là bán vốn mà cho cái chuyện gì thôi chứ tôi đâu có đi làm cái chuyện đó, nói chuyện với cái người bán gỗ là cái gì. Dạ. Đúng không? Vâng. Còn ví dụ như con với chú sau này bất cứ một cái chuyện gì chú đều có là con. Dạ. Đúng không? Vâng. À, dù không phải là làm gỗ hay gì, cũng có thể là hôm nào có thể dẫn đi thăm sơn chơi một chút. Dạ, đúng rồi. Cái đó là cái tình cảm mà chúng ta khi mà làm ăn với nhau rồi, nó kết nối với nhau và chúng ta giống như người bạn bè anh em với nhau. Dạ. Và là cái người để mà giao lưu. Vâng. Chính thực sự dân đâu phải dễ giao lưu với người kia được. Dạ, đúng rồi. Ví dụ như cái tuổi của các chú vừa là có đầy đủ mọi thứ, rồi lại có nhiều trải nghiệm nữa, nên là để mà các chú chấm được điểm là rất là chân thật mới được ấy. Chứ không thì nếu mà chỉ cần có một chút gì đấy mà các chú cảm nhận nó không ok là đảm bảo các chú nhìn ra ngay. Bởi vì như anh em con thì tuổi trẻ thế này, mọi thứ đều không thể nào qua mắt được các chú. Thế nên là con cũng chỉ biết là dùng cái sự chân thành và thật thà thôi. Thì cái đó nó giá trị tuyệt đối luôn. Vâng. Cũng như thức của bản thân nó tốt thì con bảo đã lúc nào nó cũng tốt. Vâng. Thấy không? Còn con làm giả tạo 5 hồi năm người ta biết, 10 năm không biết, 20 năm người ta biết. Dạ đúng rồi. Đây nó là giả tạo trước sau gì nó đâu có thật đâu. Vâng. Thì nó sẽ là người ta. Dạ. Thế bây giờ như con đi, bây giờ con đối xử với chú đi. Cho con hay như con giấu cỡ nào giấu đi. Nên một thời gian tương tự. Dạ đúng rồi. Con hiểu không? À. Còn mình sống với nhau là sống bằng thật, giống như chất gỗ, con đã làm gỗ gọi đỏ những chất liệu tốt nhất. Thì con người của con phải tốt hơn gỗ. Vâng. Có giá trị cho đó. Dạ. Giá trị cho đó. Cuộc đời chúng ta làm là giá trị của mình. Không phải tiền bạc. Tiền bạc đó là vật tự thân chúng ta làm ăn. Nhưng mà chúng ta để lại một cái gì đó trên cuộc đời này của con á, là mình tự hào và hãnh diện cho tất cả những người nào mà đã tiếp xúc với con. Vâng. Họ trong lòng họ đều quý trọng con và họ đều coi con làm cái người tuyệt vời. Dạ. Thì cái giống như giá trị nó tốt, đúng không? Vâng. Cũng như tại sao cái gỗ ngày xưa ta làm gỗ đỏ đó, ta để 3 đời, 5 đời, 7 đời con họ vẫn quý trọng, mà tới bao nhiêu đời sau họ vẫn quý cái thập gỗ đó. Tại vì nó là gỗ quý. Gỗ quý. Nó là chất lượng thật. Con người có gì, con là cái người quý thì buôn đời con tới 100 tuổi con là quý. Mà tấm thì con chết đi vẫn là những bức hình mà tôi chỉ là sơ thôi. Này nó tốt lắm. Đúng không? Dạ. Nó tuyệt vời. Hay. À, thì con hãy giữ cái này. Còn mình có quan niệm này và con nhìn xa cái điều này á, thì khi con làm ăn á thì hầu như là con làm ăn thật với mọi người ai cũng thích hết. Vâng. Đó, con ví dụ giờ như con làm giống như Trung vừa rồi đó. Trung cũng rất là thích con đúng không? Trung cũng rất thích con đúng không? Vâng. À, cái này là con hãnh diện rất lớn. Dạ. Cho dù là con xin lỗi nha. Những thằng nó lớn hơn con gấp ngàn lần. Đúng rồi. Nhưng mà chưa chắc khách hàng thích nó. Xu hướng thời đạo. Con hiểu không? Lúc đó chúng ta ngồi, chúng ta nằm ở trên cái, không có nằm trên gỗ đâu, chúng ta nằm không công phí rồi nha. Ví dụ thời kỳ là chúng thích gỗ, chúng chờ gỗ này. Vâng. Nhưng mà tới cái xu hướng nào đó, nó không sử dụng gỗ thì sợ chúng ta bỏ nó đi. Vâng. Ví dụ bây giờ chúng ta đơn giản như xe ông đào. Bây giờ chúng ta đang đi ra những vài chục năm nữa xe ông đào dùng hết. Xe ông đào bỏ hết rồi. Ví dụ xe xăng cũng bỏ hết rồi, xe chợ dùng hết rồi. Vâng. Thì tới đây là nó phải như vậy đó. Đúng rồi. À. Nhưng mà chúng ta giữ cái gì nó trường tồn là cái gì phẩm chất con người chúng ta, nó trường tồn nhất.
Vâng. Thì chú cháu đứng ở đây không né né cái cưa này ra chú. Đứng ví dụ mình đứng ở bên này ấy, là có trường hợp nó đứt, nếu đứng ở dọc đây thì nó sẽ không bao giờ bay dọc. Đẹp không? Đẹp luôn. Đẹp luôn, không tì vết luôn. Ui sổ. À, những mặt, hai mặt đẹp luôn chú ạ. Hai mặt đẹp luôn. Đẹp đẹp quá. Không còn gì để bàn. Đẹp hết. Sợ nó dướng ở đây mà nó không có dướng luôn không? Không vướng. Không dướng luôn. Vâng. Rồi, nhớ là đi bạn. À. Rồi. Lên. Lên xe. Lên xe. Rồi. Đâu mà giống như nở nắp. Nhâm. À, nồi cà ri ra vậy. Lúc bắt. Ui giời. Ui gần như không có tim. Gần như không có tim luôn. Không tim luôn. Tim nhẹ, cá nhẹ. Hạ xuống khoảng 15 phân là hết. Hạ sớm, nó đổ sớm thì càng tốt. Nên là bây giờ mình chỉ cần đến đây là nó hết luôn này. Đến đây là sẽ hết. Bởi vì tim bên kia là nó ăn lên rồi. Đấy. Thì chỗ này hết, chỉ cần hạ ở đây phát là đẹp rồi. Từ đây bắt đầu là một toàn gỗ nạc thôi. Thì tấm của anh sẽ lấy ở chỗ này thoải mái. Cái phần ở dưới này là nó mát đúng không? Đủ tấm bùn, đủ tấm. Được, bởi vì cái khúc này nó đang dài 2m9 cơ. Đấy, nhưng mà tấm anh chỉ 22. Đấy, thì nên là nó lại được. Từ cái phần jet đồ ra là ngay phần nẹt luôn. Vâng, được. Hôm nay rất là vui. Bởi vì được phục vụ chú Bình một buổi sáng đầy cảm xúc đúng không ạ? Thì chú Bình sau buổi sáng trải nghiệm cùng với anh em Sơn rất là bụi bặm cũng như là nắng nhưng mà rất là thú vị đúng không ạ? Thì bây giờ xin mời chú Bình hãy chia sẻ cảm nhận của mình để các bác cũng như là mọi người cùng được có một cái trải nghiệm. Chào tất cả mọi người, đây là một hôm, một cái ngày tuyệt vời nhất của tôi trong cuộc đời. Được Sơn Sơn Sập Gỗ chia sẻ cho mình những cái cảm giác sẽ như những tấm gỗ mình yêu thích. Và cũng rất là may mắn được những tấm gỗ rất đẹp, tuyệt đẹp. Và thành thật cảm ơn Sơn và cũng như là tập thể của Sơn đã tạo cái cơ hội cho tôi được tới trải nghiệm những người đam mê về gỗ và được cảm giác, cảm xúc mà tuyệt vời nhất. Có lẽ là những người yêu gỗ thì mới có cảm nhận điều này. Mong mọi người yêu gỗ hãy đến với Sơn nhiều hơn để được chia sẻ những cảm xúc này. Dạ, ok. Vâng. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Con ôm chú một cái. Dạ, ok. Tuyệt vời. Cảm ơn chú. Đây là thành quả của toàn bộ đội ngũ anh em Sơn và chú Bình trong buổi sáng ngày hôm nay. Được hai tấm gỗ của chú Bình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thành thật cảm ơn. Rất là cảm ơn. Vâng. Ok. Các bác có thể liên hệ với chú Bình để giao lưu về những cô nàng ngựa và mong rằng sắp tới sẽ có một cậu ngựa được sinh ra mang dòng máu của hoàng tộc. Ok, thank you, rất là cảm ơn. Ok, xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác. Xin chào.